Bây giờ á, chị hứa sẽ không phá nhà đi, em sẽ chặn cho chị một bức tranh đẹp, chịu không? Mấy thằng rác rưởi đó có gì mà đẹp? Cái đồ trời, rác rưởi nó luôn chứ. Ồ, bây giờ á. Đưa cái điện thoại này cho chủ thôi. Cuối cùng ta cũng tìm được vật chủ rồi. Bây giờ thì thực hiện kế hoạch thôi. Trời ơi, tôi gây chơi ghê không? Và trái qua phải lên tới thì thôi được rồi anh em. Nãy giờ tập nhạc, tập nhảy theo đường nhạc mệt quá. Nãy giờ tôi tập để gọi là giảm cân anh em. Dạo này tôi lên ký hơi bị dữ á. Thì ok xin anh em nha, và chào mừng anh em đến với kênh của tôi. Thì tôi chính là Quý, chứ cái đầu Quý nó thì trước khi video này bắt đầu thì các bạn đừng quên là để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ đó nha các bạn ơi. Ok, và nếu video này đạt được khoảng 3.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video như sắp tới nha anh em. Trời ơi, mới nhảy xong mệt quá anh em, ra ngoài hít thở cái đã. Bà đang đi làm gì á? Ui, ủa đang làm gì ta? Để mình qua thử coi bà làm gì á. Ê, chị Đam ơi. Alo, chị Đam ơi. Ui, trời, tự phá nhà xong tự cười. Má ơi, khùng, bị khùng đến mức độ nào rồi trời. Thôi nghe quá. Ui, bà về chạy. Ui, ông làm gì chị à? Không biết luôn á, mới sáng dậy tập thể dục xong ra tới thấy bà Nabi bị khùng vậy luôn á. Chị Nabi ơi, hello. Dạ, chạy. Nabi ơi, hello. Dạ, chạy. Nabi. Dạ. Hello. Chị có ổn không vậy? Dạ. Vậy? Sao dữ vậy? Trời, má ơi, Nabi dạo này bị gì á mày ơi? Ôi, anh em ơi, dạo này bà đang bị gì á? Trời ơi, phá nhà tôi xong bị khùng, phá không được xong bị khùng điên điên luôn rồi. Bây giờ có điện thoại nhà tôi không ta? Chuyện này không đùa được đâu, bà khùng tới mức độ nặng nghiêm trọng rồi, phải gọi ngay cho bác sĩ mới được chứ. Bác sĩ tâm thần á. Điện thoại nhà tôi không ta? Nhà tôi chưa mua điện thoại nữa anh em. Ê, quay, à, về nhà gọi điện thoại đi, tao không có điện thoại. Tao để là thằng Nabi cho. Cái đầu xanh. Vậy đi. Ôi Nabi. Đây có chuyện á. Nabi ơi, bình tĩnh Nabi ơi. Trời ơi, không biết giờ cách nào để cho bà Nabi trở về bình thường luôn rồi xong. Ta nói là cậu quả nhập ma nè. Đó, tháng 3 là chị Nabi. Chị Nabi, tỉnh dậy. Tỉnh. Alo. Gọi á, nhưng mà trời ơi, sao rồi? Không có đỡ đâu. Ông mới tới được. Tại do cái địa chỉ lẹp tới quá, ông phải mò được ấy. Ui. Rồi. Nabi ơi, đừng Nabi ơi. Bây giờ á, chị hứa sẽ không phá nhà đi, em sẽ chặn cho chị một bức tranh đẹp, chịu không? Mấy thằng rác rưởi đó có gì mà đẹp? Á đù, trời, rác rưởi nó luôn chứ. Thôi bây giờ á, chị đi ngủ đi. Em sẽ mốt sẽ phá nhà giùm chị ha. Phá cái nhà này giùm chị luôn. Đó, bây giờ chị cứ đi ngủ đi nha. Chị đừng có phá gì hết. Có nhu cầu ngủ ở cái nhà này. Thôi, chị đi ngủ đi. Trời ơi, chị muốn ngủ đâu, ngủ ngoài đường luôn. Rồi, em sẽ trải một cái trải tạm cảm cho chị ngủ ở ngoài đường luôn. Ngủ trên đây nè, đó. Thôi, không dám đụng gì bả. Thôi, tôi về đi, gớm quá. Bả vô này bị gì anh em? Phải đợi tới ngày mai bác sĩ tới khám mới được chứ tôi giờ biết làm gì đâu. Trời ơi, chẳng lẽ cầm cái búa gõ vô cái đầu bả? Ơi, không được. Trai làm gì không được. Bây giờ chắc tôi về, tôi đi ngủ xíu anh em, tôi làm gì khác cái. Ui giời. Trời, anh em nghe ông bả vẫn cho nổ ngoài kia kìa. Thôi, không nên đụng anh em à. Đi ngủ một xíu cho nó bớt căng thẳng. Cao trai. Ê, ui giờ mấy giờ rồi? Trời, 3 giờ. Trời ơi, quên mất mình còn một số công chuyện mà mình hẹn là 3 giờ sáng phải dậy làm các bạn à. 3 giờ sáng phải đi làm, anh em thấy tôi khổ. Nếu thấy tôi khổ thì đừng quên để lại cho tôi một nút like nha anh em. Ok, nói chung là giỡn gì không, bây giờ tôi đi làm đi mệt quá. Làm gì kìa vậy? Hả? Cái gì vậy? Sao có biết quá này vậy? Ui! Cái gì vậy? Từ để mình tới gần xem qua. Ủa cái gì vậy? Tôi đã xong rồi đó. Ngày tới là được rồi. Hay. Nabi đang cầm cái gì vậy? Nabi!
Mày chị làm đang... gì ngoài đây vậy? Chị đang nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với ai thì đâu có liên quan đến ngươi. Ngươi? Ui, có lẽ nào Nabi đang bị điều khiển không? Ôi mà nãy giờ mình thấy Nabi cầm cái điện thoại đó hoài à. Ê, Nabi, bỏ đi lại ra. Ủa, Nabi không còn cái mắt đỏ nữa nè. Ủa, tụi cái điện thoại đó. Lên, chị ơi, đừng có đụng vô cái điện thoại đó nha, đừng có đụng vô cái điện thoại này. Đừng. Gì vậy? Ui, có tiếng gì vậy? Ui, rồi, không được rồi, chị chết rồi, hình như là Nabi gọi điện cho con Exercise rồi. Không được. Đi em. Được rồi, không được rồi, mình phải vô nhà nha, mình phải báo với mọi người mới được. Vô nhà nha anh em à. Alo. Anh em nào còn thức thì hãy tới giữa làng sinh tồn, ta có chuyện gấp. Mọi người hãy tới giữa làng nhanh lên. Trời ơi chị, hồi nãy có nhặt cái điện thoại gì không? Như hồi sáng chị đi vô siêu thị á, xong chị thấy có ai rớt cái điện thoại á, chị định đem đi trả, xong mà tới đó chị không nhớ gì hết á. Trời ơi, vậy là chị nhặt nhầm cái điện thoại của con gì rồi? Cái điện thoại đó bị nguyền rủa, trời ơi. What? Mẹ. Cái hình gì đây? Không biết luôn á. Vô nhà tao lẹ, vô nhà tao lẹ. Xuống đây. Thầy có hàng bí mật. Lấy cái súng nè, cái mọi người lấy một súng đi, Thôi. Được rồi. Bây giờ á, mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu đi, tại vì là đi má, mấy má ơi, trong trang bị xong chưa? Lại. Rồi bây giờ á, mọi người cần phải chuẩn bị tấn chiến đấu với Extra Slide. Là Nabi nó lỡ gọi nên nó sẽ tấn công làng. Ôi nó quá trời luôn. Ôi nhiều quá vậy. Oh my god. Được không được, anh em mình có nhiều đạn không sao? Mày bắn đâu vậy? Ai chết đi! Ủa sao con quỷ này nó không chết đi? Nó bắn chơi chết rồi. Mày cắn em nè. Vậy bắn dưới chân á, Trời ơi, chị mới cào cắn nhiều lần lâu mày quá. Mày con chết nè. Ui. Mày nè. Chết đi. Mày nghĩ chết đi này. Chị quăng bơm mới được. Ôi, ở rồi, không quăng bơm ta. Ôi. Rồi quá, từ đem quăng bơm nè, Ý da. Mày đổ. Ui, chưa tới không cần. Ý. Mày. Ôi ơi, chết coi chừng. Đậu chết mày. Mày ơi, đâu có đẹp. Mày cắn tao hả? Mày. Ê, đẹp mọi người. Đi. Trời ơi, tôi còn một máu sợ đi chứ. Tới lượt bắn con boss nè. Trời ơi, con boss nó to dữ vậy. Sao mà chơi đi trời. Mày. Thôi, nó sao vậy? Thôi. Ủa vậy, nãy giờ mình có bắn nó mà đúng không? Ai biết. Nó đang bị giật lùi nè. Tụt máu nhưng mà tụt có xíu rồi trời. Trời ơi sao có chiến đó vậy? A few moments later. Mày, ôi trời hồi máu luôn rồi. Trời ơi, ôi bảy à, hổ nè, tôi sẽ cho nó té xuống dưới mà đặt đi tia hả chị hổ. Ê, ở ý kiến hay á, bây giờ á hả chị, ông sẽ làm cái bảy hố TNT cho tôi, bây giờ mình sẽ dụ nó xuống cho nó nổ banh nát đi. Many minutes later. Mày nè con, xong chưa hả chị? Ê, đó, lẹ lên. Ok á, xong chưa rồi, dụ đâu, xong rồi dụ nhanh đi hả chị, dụ luôn nè. Đó, để tôi xem coi. Ủa sao vậy? Chưa lắp TNT mà má. Lắp đi. Để tôi bắn ra ông tiếp tục đi. Rồi, mày nè. Ủa sao chưa chơi? Để dụ nó tới. Ui, mày ngon theo tao nè, theo tao. Ngon theo tao nè. Ngon lại đây. Ơi, ơi. Mày ơi, cái nó đâu vậy? Mày lại đây. Ngon mà lại sao mà lại được? Ơi. Ai vậy? Quá đây. Vũ lại đây. Qua đây rồi. Ai bọc vòng đằng sau bắn nó xuống. Ào. Đây đây nó xuống rồi. Đâu. Ê. Lên.
lên. Ui nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi kìa. Đâu. Quăng trái bom xuống luôn, nổ nữa được không? Mày. Được. Mày. Quăng trái bom xuống. Đúng rồi. Ui chạy. Ui. Trời ơi. Nổ dữ vậy. Ủa, nó nổ mà lắc luôn cái máy tôi rồi. Rồi. Mới thấy cái gì đó rớt xuống, nó bay ra trời hình như nó rớt xuống đúng không? Nó chết rồi nè. Nó chết rồi nè anh em ơi. Trời ơi, phải nổ một cái hố cực kỳ to thì nó mới gọi là xong, mới chết được cái con này á. Trời ơi, nó hiểu luôn á. Trời ơi là trời. Trời ơi, mệt quá, dục cái gì xuống vậy? Trời ơi, chị dục điện thoại hết luôn á. Thôi về. Ui, nhà mày nổ rồi sao về? Thôi qua nhà chị, anh đang bị ổ, nhà em bị nổ. Thôi đừng qua nhà tao nữa, bắt qua nhà tao rồi vậy. Thì ok, anh em mà nói cho mình video có lý do mà anh em đừng bao giờ gọi điện cho Raider. À không, không phải Raider mà cha sờ lai con cầu tuột ma rồi 3 giờ sáng nha anh em. Trời ơi, gọi làm chi, bị lấy điện thoại của người lạ làm chi, rồi để bị nhập hồn nha. Chị Nabi bớt lại nha chị Nabi. Đúng rồi, bớt nha chị Nabi, bớt ăn cắp lại nha chị Nabi. Chị ơi, nhà ai cũng nổ rồi, cho nhà nguyên nổ kẹo. Ai không được nha, ai chính ra nha. Ủa chỗ của em ngủ đi, số tao mới cứu tụi mày xong á. Bây giờ em muốn ngủ hay em muốn nổ? Ngủ chính ra cho em ngủ đây. Ê, đi xuống nhà em đi xuống đây. Đừng có khùng nữa chị Nabi nữa, bà Nabi lại chiếm cái giường của mình hoài à. Ok anh em à, thì đó trong điều video của chúng tôi nè, và anh em đừng quên qua cho đủ quán tất cả mùi trong biệt đội sinh tối tân cái cho tất cả mùi nữa nha. Và đừng quên là nếu video này đạt được khoảng 3.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video tiếp tới. Và ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye.